hướng khoe cho đẹp, nhưng không sao, Florentino đã có mặt ở đây. Florentino đang có một chỗ đứng rất chí. Có lẽ là Cavani anh ta đã nhìn thấy Florentino. Ồ, Ngộ Không di chuyển ra và lộ sai thì anh ta mới ra, nhưng đây là tình huống kéo nó tí nữa thì trúng vào đầu, được vào vị trí của anh ít. Nhưng đây là combo chiến công đầu dành cho Florentino. Wonder cũng phải nằm xuống, Victor là người nằm xuống tiếp theo. Và double kill, và tiếp theo là Ngộ Không. Một tình huống lăng tăng lăng hoang trong hang rồng, và chiến thắng dành cho bên phía đội thành. Một tình huống mà có lẽ Florentino làm quá nhiều điều, những tình huống bong 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 bong. Nó được ăn bởi bên phía đội xanh. Nhưng đây là tình huống băng trụ, và Ngộ Không có mặt hút được mười mấy người đến từ vị trí của GDuck. Đang đấm rất đau nhưng hạ gục được vị trí của Wonder Woman. Nhưng Ngộ Không bỏ chạy với Follow. Follow đang múa quá nhức nách. Phải nói là Follow võ công quá cao cường. Và điểm mạnh của Victor cùng với chiêu cuối sát thương chuẩn quá ghê gớm. Và đây là Florentino. Florentino ui, một những tình huống múa phải nói là cực cắt. Tú có người yêu, và có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có người yêu thôi. Đánh quá ghê, những tình huống bông hoa bông mủng phải nói là đúng top 1 bút bẩn. Và cái đà đó là 504 Nochino. Có Nochino những đường quyền. Florentino muốn đâm vào vị trí của Cavani. Cavani phải tí nữa thì chảy. Nhưng cao follow ui ui follow ui, một pha dứt khoát đến từ vị trí của Trà Sở Yêu. Đang gánh tem đến từ vị trí của Trà Sở Yêu. 4-5, một tình huống follow đã phải sai lầm lần đất anh mang trong cuộc đời là được thấy em khi ta tuổi đôi 20. Một tình huống sai lầm mà có lẽ phải trả giá đến từ vị trí của Fornotino và Grack, anh ta không thể chạy được.